diệu kỳ của lá đu đủ nhưng người Việt lại bỏ phí không sử dụng. Lá đu đủ có chứa nhiều hợp chất thực vật độc đáo, đã được chứng minh tiềm năng dược lý rộng rãi trong các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về con người, nhưng nhiều chế phẩm từ lá đu đủ, chẳng hạn như là trà, chiết xuất, viêm nén và các nước trái cây, thường được sử dụng để điều trị bệnh và giúp tăng cường sức khỏe theo nhiều cách. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Ngày nay, đu đủ là một trong những loại cây được trồng rộng rãi nhất trên thế giới. Quả và hạt lá đu đủ, nó thường được sử dụng trong nhiều loại hình thức ẩm thực và là y học dân gian. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về con người, nhưng nhiều chế phẩm từ lá đu đủ thường được sử dụng để điều trị bệnh và giúp tăng cường sức khỏe đã được thực hiện trong nhiều năm. Nếu bạn quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay, hãy ở lại cùng Diệp đến cuối video. Bạn cũng có thể ủng hộ Diệp bằng cách để lại một bình luận tích cực ở dưới video này ngay bây giờ nhé. Hoặc đơn giản chỉ là bấm thích video ngay hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của chủ đề ngày hôm nay. Phần 1. 6 công dụng tuyệt vời có trong lá đu đủ. 1. Là điều trị các bệnh chứng liên quan đến sốt xuất huyết. Mặc dù hiện chưa có cách chữa khỏi bệnh sốt xuất huyết, nhưng cũng có một số phương pháp điều trị để kiểm soát các triệu chứng của bệnh, trong đó là sử dụng lá đu đủ. 3 nghiên cứu đã được tiến hành trên hàng trăm người mắc bệnh sốt xuất huyết cho thấy chiết xuất lá đu đủ làm tăng đáng kể lượng tiểu cầu trong máu của những bệnh nhân này. Hơn nữa, liệu pháp lá đu đủ còn có rất ít tác dụng phụ liên quan và được cho là tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với các phương pháp điều trị thông thường. Thứ hai, có thể hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Trà và chiết xuất từ lá đu đủ thường được sử dụng như một liệu pháp thay thế để giảm bớt các triệu chứng tiêu hóa khó chịu như đầy hơi, chướng bụng và ợ chua. Lá đu đủ chứa nhiều chất xơ, một chất dinh dưỡng được hỗ trợ chức năng tiêu hóa khỏe mạnh và một hợp chất độc đáo gọi là papain. Papain nổi tiếng với khả năng phá vỡ các protein lớn thành các protein axit amin nhỏ hơn và dễ tiêu hóa hơn. Nó còn thậm chí được sử dụng như một chất nhân làm mềm thịt trong một thực phẩm ẩm thực. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng bổ sung papain có trong nguồn gốc quả đu đủ giúp làm giảm các triệu chứng tiêu hóa tiêu cực bao gồm táo bón và ợ chua ở những người mắc hội chứng ruột kích thích. Thứ ba là duy trì lượng đường trong máu ở mức hợp lý. Lá đu đủ thường được sử dụng trong y học dân gian tại Mexico như một liệu pháp tự nhiên để điều trị bệnh tiểu đường type 1 và bệnh tiểu đường type 2 và cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu trên chuột mắc bệnh tiểu đường cũng đã được phát hiện ra chiết xuất từ lá đu đủ có tác dụng chống oxy hóa và giảm lượng đường trong máu. Điều này được cho là do lá đu đủ có khả năng bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy khỏi bị hư hại và chết sớm. Thứ tư là có thể có tác dụng chống viêm. Các chế phẩm từ lá đu đủ khác nhau thường được sử dụng để khắc phục một số các loại tình trạng viêm bên trong và bên ngoài, bao gồm phát ban, đau khớp, viêm khớp, dạng thấp và đau nhức cơ. Lá đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng, các hợp chất thực vật có khả năng chống viêm nhiễm, chẳng hạn như là papain, flavonoid, vitamin E. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá đu đủ giúp làm giảm đáng kể tình trạng viêm và sưng tấy ở bàn chân của những con chuột bị viêm khớp. Thứ năm là lá đu đủ hỗ trợ sức khỏe của tóc và da đầu. Các ứng dụng tại chỗ của mặt nạ và nước ép từ lá đu đủ thường được sử dụng để cải thiện sự phát triển của tóc và sức khỏe da đầu. Nhưng bằng chứng chứng minh, hiệu quả của nó cho những mục đích này thì rất hạn chế. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mức độ căng thẳng oxy hóa cao trong cơ thể có thể góp phần gây ra rụng tóc. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng oxy hóa và sau đó cải thiện sự phát triển của tóc. Trong lá đu đủ có chứa một số hợp chất có đặc tính chống oxy hóa như là flavonoid và vitamin E. Những người ủng hộ việc sử dụng lá đu đủ để cải thiện sự phát triển của tóc thường cho rằng nó rất giàu và cung cấp các chất chống oxy hóa. Một số loại gàu là do sự phát triển quá mức của một loại nấm có tên là Malassezia có thể cản trở sự phát triển của tóc của bạn. Lá đu đủ đã được chứng minh đặc tính chống nấm trong nghiên cứu ống nghiệm, do đó nó thường được cho là hỗ trợ cho sức khỏe của tóc
và da đầu bằng cách ức chế sự phát triển của nấm gây ra gàu. Thứ sáu là lá đu đủ mang lại làn da khỏe mạnh. Lá đu đủ được dùng bằng đường ống hoặc là bôi tại chỗ là một cách để giúp bạn duy trì một làn da mềm mại, sạch mụn và trẻ trung. Một loại enzyme phân tích protein trong lá đu đủ có tên là papain có thể được sử dụng tại chỗ như là để loại bỏ tế bào chết ra khỏi cơ thể và có khả năng làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông, bít tắc, lông mọc ngược và là mụn trứng cá. Hơn nữa, các enzyme trong lá đu đủ đã được sử dụng nhằm thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương và một số nghiên cứu cho thấy chúng giảm thiểu sự phát triển ở mô sẹo của thỏ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi tới phần thứ hai là thực sự việc sử dụng lá đu đủ và hoa đu đủ chữa được bệnh ung thư hay không? Có thể thấy, theo kinh nghiệm dân gian, đu đủ là một loại thực phẩm, đồng thời là một dược liệu đa chức năng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, rất nhiều thông tin cho rằng lá và hoa đu đủ, đặc biệt là hoa đu đủ, được xem là một thần dược có tác dụng chữa nhiều loại ung thư khác nhau. Để tìm căn cứ vào khoa học để giải thích lời đồn về tác dụng kháng ung thư của hoa đu đủ được tra cứu nhiều nguồn tài liệu khác nhau gồm các đề tài, bài báo, nghiên cứu trong và ngoài nước về lá và hoa đu đủ đực. Đặc biệt, hoa của cây đu đủ đực. Kết quả cho thấy hầu như các nghiên cứu về ung thư trên hai bộ phận này đều là các thử nghiệm in vitro, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên các dòng tế bào ung thư được nuôi cấy ở ngoài cơ thể sống. Chưa có nhiều nghiên cứu trên cơ thể động vật, trừ một loại báo cáo nghiên cứu trên chuột từ nhóm nghiên cứu tại Hà Tĩnh. Đặc biệt, không thấy các nghiên cứu trên người, nghiên cứu lâm sàng. Các nghiên cứu của một số tác giả nước ngoài cho thấy lá đu đủ có tác dụng ức chế trung bình trên một số dòng tế bào ung thư nuôi cấy in vitro và đều kiến nghị cần phải có những nghiên cứu sâu hơn mới có thể khẳng định được. Về liều sử dụng, với các chứng cứ khoa học hiện có, chưa đủ cơ sở khoa học hiện đại trong việc sử dụng lá và hoa đu đủ đực trong phòng và điều trị bệnh ung thư. Hiện nay, độc tính của lá và hoa đu đủ chưa được đánh giá đầy đủ, do đó có thể sử dụng chúng như một loại trà uống thông thường. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng theo liều thông thường là từ 4 tới 12 gam trên ngày trong một khoảng thời gian nhất định, không uống thay nước bạn nhé. Các trường hợp đặc biệt như là trẻ em, phụ nữ có thai và người bị viêm loét dạ dày cần cẩn trọng khi sử dụng. Một điều quan trọng cần chú ý khác là khi sử dụng cho mục đích điều trị hay hỗ trợ điều trị bệnh thì đều cần phải được hỏi ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền để được dùng đúng cách, an toàn. Và chúc mừng bạn đã xem hết video của ngày hôm nay. Hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để Diệp được tương tác với bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ để nhiều người biết và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong video khác vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.